Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Thiện Tâm, trụ trì chùa Kim Linh. Kính thưa tất cả các Phật tử, tình nguyện viên và các khóa sinh mùa hè 2019 thân mến, lời đầu tiên xin được thành tâm tri ân Thầy trụ trì đã cho phép chúng con về đây để chia sẻ một thời pháp với tất cả các khóa sinh trong hè năm nay. Xin gửi đến lời cầu chúc an lành và thành tựu Phật sự đến Thầy trụ trì, cùng lời chúc hoan hỷ, an lạc và một buổi học pháp đầy ý nghĩa với tất cả các con 200 khóa sinh khóa tu mùa hè chùa Kim Linh. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa tất cả các con, trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta rằng có hai loại người trong cuộc đời này đáng được tán dương. Đó là người thứ nhất, những con người biết ân, tri ân. Và người thứ hai là những con người biết báo ân, đền ân. Bởi ý nghĩa đó nên hôm nay về chùa Kim Linh, xin cho Thầy được chia sẻ với các con về đề tài bốn ân đức trong cuộc đời. Bốn ân đức trong cuộc đời. Có bạn nào biết bốn ân đức trong cuộc đời theo giáo lý nhà Phật gồm những ân đức nào không ạ? Có bạn nào đã biết? Vâng, có một bạn biết. Theo con thì bốn ân đức trong cuộc đời mà Đức Phật và chư Tổ dạy đó là những ân đức nào? Xin chuyển micro đến cho bạn nữ để bạn chia sẻ sự hiểu biết của mình với tất cả các khóa sinh của chùa Kim Linh chúng ta trong năm 2019. Bốn ân đức này nhà Phật gọi là tứ trọng ân đó các con. Xin mời con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư thầy là bố tứ trọng ân, đó là ân tam bảo, ân cha mẹ, ân quốc gia và ân chúng sanh. Đó là đáp án rất chính xác. Chúng ta cho bạn một tràng pháo tay. Và ngày hôm nay về chùa Kim Linh, xin mời con bước lên đây. Thầy sẽ có một phần thưởng đặc biệt dành cho con. Thầy có mang một sợi dây ngũ sắc, đó là sợi dây bình an, sẽ gửi đến cho con và cầu chúc an lành đến con cùng gia đình cũng như toàn thể các bạn khóa sinh. Cảm ơn con rất nhiều. Xin một tràng pháo tay dành cho bạn nữ, bạn rất giỏi. Đúng, đó là ân của tam bảo, đó là ân của quốc gia, đó là ân của chúng sanh và đó là ân của cha mẹ. Là người Phật tử, là một người tu sinh, Thầy nghĩ rằng tất cả chúng ta cần phải ghi nhớ những công ơn này. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải ghi nhớ những công ơn này các con? Bởi vì ân đức đấy là ân trọng, là ân lớn, là ân rất cao vời, là ân rất nặng đối với mỗi người chúng ta. Thế thì đầu tiên nhất đó là ân tam bảo. Thứ hai đó là ân quốc gia. Thứ ba đó là ân của chúng sanh vạn loại. Và thứ tư đó là ân của hai vị Phật trong cuộc đời, cha và mẹ của các con. Ân tam bảo của chúng ta thì thứ nhất gồm có là ân của Đức Phật. Rồi tam bảo gồm những gì các con? Ân của chánh pháp và ân của chư tăng. Đó là tam bảo, ba ngôi báu trong cuộc đời này, gồm có Đức Phật, gồm có chánh pháp, gồm có chư tăng. Các con thử nghe thầy hỏi một câu: nếu không có Đức Phật thì chúng ta liệu có đạo Phật không các con? Không có đạo Phật. Bởi Đức Phật là người khai sáng ra đạo Phật. Thầy có nghe nói rằng đâu đó các con đã nghe nói về cuộc đời Đức Phật. Vậy thì bao nhiêu bạn ngồi ở đây tin tưởng rằng và dám chắc rằng Đức Phật chỉ là con người của huyền thoại, con người trong chuyện cổ tích, con người của truyền thuyết, thử giơ tay cho thầy xem.
Bao nhiêu bạn nghĩ rằng Đức Phật là con người trong huyền thoại không có thật, là con người trong truyền thuyết không có thật, con người trong chuyện cổ tích không có thật. Cảm ơn các con rất nhiều. Vậy bao nhiêu người nghĩ rằng và tin chắc rằng Đức Phật là một con người có thật trên cuộc đời này, thử giơ tay cho thầy con. Cảm ơn các con, và chúng ta không tiếc gì một tràng pháo tay để tán dương các bạn. Khóa sinh chùa Kim Linh rất là giỏi, rất là tuyệt vời. Đúng, Đức Phật Ngài là một con người có thật trên cuộc đời các con. Ngài vốn là một vị thái tử, nhưng thái tử này không màng đến ngôi vua, không hề bị lụy bởi vàng bạc châu báu, vợ đẹp con xinh, mà thái tử này chỉ đau đáu trong lòng, đó là làm sao để tìm ra một con đường giúp cho mọi người hết đau khổ, giúp cho mọi người không còn buồn than, giúp cho mọi người có được sự giác ngộ, trí tuệ và giải thoát an vui. Đó là thái tử Tất Đạt Đa. Chính bởi lẽ đó, Ngài là con của vua Tịnh Phạn, là con của hoàng hậu Ma Gia, trị vì nước Ca Tỷ La Vệ ở xứ Ấn Độ năm xưa cổ đại. Nhưng tất cả Ngài đều từ giã để đi khắp năm châu bốn biển, đi khắp xứ Ấn Độ tìm học với những vị thầy giỏi nhất thời bấy giờ, đi bằng đôi chân trần các con. Ở đây có bạn nào đi học từ nhà đến trường phải đi bộ từ 5 km đến 10 km hay nhiều hơn thế nữa? Có bạn nào đã từng như vậy không? Thế mà Đức Phật của chúng ta chỉ vì tìm ra chân lý, tìm đạo để cho chúng ta ngày nay có đạo Phật, có ngôi chùa chúng ta tu, có quý thầy hướng dẫn, thế mà Đức Phật đã phải đi nhiều cây số, đi nhiều trăm cây số và thậm chí đi cả hàng ngàn cây số để học đạo đấy. Công đức đấy chúng ta có phải ghi nhớ không các con? Công đức đấy chúng ta phải ghi nhớ. Chỉ vì tìm ra con đường chân lý mà Đức Phật phải vào sâu trong rừng để tu khổ hạnh, năm này qua năm khác, trải 6 năm trường các con. Có bạn nào đã từng một đêm khoảng vào 9 giờ đêm, 11, 12 giờ đêm đi ra giữa đồng trống không có một ai, rồi chúng ta ngồi ở giữa đồng trống, bạn nào đã từng gặp trường hợp đó giơ tay cho thầy xem? Hầu như không. Thế mà Đức Phật năm này qua năm khác, tháng này qua tháng nọ, Ngài đi sâu vào trong rừng để tu tập. Mà đó là những ngôi rừng sâu, những ngôi rừng già, những ngôi rừng cổ thụ, có muông thú, có sư tử, có hùm beo, nguy hiểm đến mạng sống. Một cái lá cây rừng rơi xuống, một con thỏ đi ngang qua sột soạt cũng làm cho tâm trí chúng ta khiếp sợ. Hồi nãy thầy nghe rằng anh Tú bật mí sẽ kể cho các bạn chuyện ma phải không? Các con thích nghe chuyện ma phải không? Nhưng mà có sợ ma không, nói thật cho thầy nghe? Có sợ không? Bao nhiêu bạn không sợ ma giơ tay? Rồi cảm ơn các con bỏ tay xuống. Nói thật nha, bao nhiêu bạn có sợ ma giơ tay cho thầy coi? 50-50, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng chúng ta cũng dành một tràng pháo tay cho những bạn dũng cảm và cho những bạn rất chân thành nói lên sự thật từ đáy lòng mình. Đó, Đức Phật vào sâu trong rừng đó không sợ một cái gì cả. Ngài tu suốt 6 năm. Thầy hỏi tiếp các con, ở đây có bạn nào phải nhịn ăn khoảng 3 ngày cho đến 7 ngày chưa? Từ lúc mình mở mắt chào đời, có bạn nào từng nhịn ăn lâu như vậy chưa? Thế mà các con, Đức Phật của chúng ta đã từng nhịn ăn, thậm chí Ngài nhịn ăn nhiều hơn thế nữa. Thân Ngài từ một thái tử khôi ngô tuấn tú, nếu chúng ta nhìn trên màn hình qua những slide tiếp theo, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật của chúng ta từ một con người phương phi với nhiều tướng tốt, nhiều vẻ đẹp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng mà những năm tu khổ hạnh ở trong rừng thì các con ạ, Ngài
chỉ còn bộ da bọc xương mà thôi. Đây là hình ảnh Đức Phật cắt tóc xuất gia và là hình ảnh Đức Phật tu trong rừng khổ hạnh với năm anh em ngài Kiều Trần Như. Ngày xưa thì mập mạp trắng trẻo, nhưng ngày nay tu trong rừng phải nhịn ăn rồi cũng không thèm chăm sóc đến bản thân. Đức Phật của chúng ta đã gầy như vậy đó, ở tuổi 20-30 thôi, nhưng vì cái suy tư về chân lý và vì không chăm sóc cho bản thân, quên bản thân để tìm đạo, mà Đức Phật trở nên gầy gò, ốm yếu. Thậm chí nếu lỡ Đức Phật mà lúc này ngứa cái tay gãi sột soạt vài cái, phủi phủi 5-3 cái, thì những sợi chân lông nó cũng rớt xuống, bởi vì nó không còn sức sống nữa các con, không còn đủ chất năng lượng, đủ dinh dưỡng để nuôi cái lỗ chân lông. Thế thì công ơn đấy, vì cái sự nghiệp giác ngộ, vì cái sự nghiệp tìm cho chúng sanh con đường giải thoát mà Đức Phật đã phải cực nhọc như vậy. Ơn đức ấy chúng ta có được quên không các con? Không được phép quên. Vì vậy ơn Đức Phật, ơn thứ nhất tìm đạo và giác ngộ ra ánh sáng chân lý. Suốt 49 năm ngài đi khắp nơi bằng đôi chân trần, đầu không đội một cái nón đó các con. Vậy thì ân đức của ngài thật cao vời, để dạy cho chúng ta biết được con đường chân lý, để dạy cho chúng ta biết được chánh pháp, và để dạy cho chúng ta biết được đạo đức lẽ sống, biết được làm sao để nên người. Ân đức ấy thầy mong rằng tất cả các con cần phải nhớ và không được quên. Đây là những hình ảnh về cuộc đời Đức Phật. Sau 49 năm thuyết pháp độ sinh, ngài đã nhập Niết Bàn. Tuy nhiên, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì những lời Đức Phật dạy vẫn còn lưu truyền trong nhân gian. Những lời dạy ấy được chư vị thánh tăng truyền bá. Chính bởi lẽ đó nên ơn đức thứ hai đó là lời Phật dạy mà chúng ta gọi là chánh pháp. Nhờ có chánh pháp mà chúng ta biết được lẽ phải. Nhờ có chánh pháp được ghi trong tạng kinh, tạng luật và tạng luận mà chúng ta có được chân lý như ngày hôm nay. Nhờ có chánh pháp mà chúng ta có được kho tàng văn hóa đạo đức của Đức Phật. Nhờ có chánh pháp mà chúng ta biết được giết người là không tốt, giết người sẽ bị quả báo, giết người sẽ bị đền mạng, sẽ bị đi tù. Nhờ có chánh pháp mà chúng ta biết rằng ăn trộm, ăn cướp là không tốt. Nhờ có chánh pháp mà chúng ta biết được nói dối, lừa đảo là không tốt. Nhờ có chánh pháp mà chúng ta biết được uống rượu nghiện ngập say sưa và những cái gì làm cho suy đồi đạo đức văn hóa nếp sống dân tộc, đó là những điều chúng ta nên tránh xa. Nhờ có chánh pháp mà chúng ta ngày hôm nay có được lời dạy của quý thầy đó các con. Ân đức của chánh pháp như vậy chúng ta có được phép quên không? Không được phép quên. Và nhờ có chánh pháp mà chúng ta biết được về nhân quả nghiệp báo, biết được về lẽ sống, mở rộng tâm của chúng ta để từ bi yêu thương sống với mọi người, thương người như thể thương thân. Nhờ có chánh pháp mà chúng ta biết phát huy trí tuệ. Ngày hôm nay thầy về chùa Kim Linh, thầy nghe nói rằng các con được tu học trong một cái chủ đề lấy cái trí tuệ, lấy cái sự hiểu biết của chúng ta làm kim chỉ nam. Bởi lẽ đó các con vừa học một bài hát mà thầy nghĩ rằng rất ý nghĩa, đó là bài Hiểu và Thương. Thương chính là tử bi, mà hiểu chính là trí tuệ đó các con. Chính bởi đó nên ân đức của chánh pháp chúng ta cần phải ghi nhớ các con ạ. Nhờ có chánh pháp mà chúng ta biết được cuộc sống vô ngã, biết được vị tha, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Và đây là những hình ảnh của kho tàng giáo lý trên đạo Phật. Các con hãy nhìn lên bảng, đây là Tam Tạng Kinh Điển. Hình ảnh Đức Phật là người khai sáng ra đạo Phật,
là người dạy cho chúng ta biết chánh pháp. Và chánh pháp ấy được ghi trong các tạng kinh luật luận. Có lẽ ở đây các con đều đã xem qua bộ phim Tây Du Ký phải không? Đường Tam Tạng, đường Tăng đi Tây Trúc để làm gì? Thỉnh kinh, đó chính là kinh tạng, là luật tạng, là luật tạng, là chánh pháp đó các con. Thậm chí vì kinh, vì luật, vì chánh pháp, vì đi thỉnh kinh mà đường Tăng có mang đến thân xác không các con? Thậm chí bỏ cả thân mình, nhưng kinh thì phải quyết giữ gìn, đúng không ạ? À? Đó là chánh pháp. Chánh pháp này sở dĩ được xiển dương và các con hiểu biết đến là nhờ ân đức của quý thầy, nhờ ân đức của chư tăng. Bởi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ai sẽ là người truyền bá chánh pháp các con? Có phải là chư tăng không ạ? Có phải là quý thầy không ạ? Chính bởi lẽ đó nên chư tăng là một đoàn thể, là một tập thể, những chư tôn đức tăng ni sống hòa hợp, sống thanh tịnh, sống yêu thương, sống đoàn kết, sống chia sẻ với nhau, sống không tranh cãi với nhau và sống hòa hợp trong giới luật. Đấy là chư tăng, những con người đạo đức trên trần gian này, những con người đem đạo Phật từ Ấn Độ truyền qua Việt Nam. Và từ Việt Nam, các chư tổ của chúng ta từ 2000 năm trước duy trì cho đến tận ngày nay đó các con. Ân đức truyền bá chánh pháp của chư tăng, ân đức duy trì mạng mạch Phật pháp, ân đức làm những đoàn thể thanh tịnh để mà truyền đăng tục diệp. Ân đức đó, thầy hỏi các con, lớn hay nhỏ? Lớn, rất lớn. Đó là ân đức của chư tăng thay Đức Phật truyền bá chánh pháp. Và chính chư tăng là những bậc thanh cao đạo đức giữa cuộc đời, là những mẫu người điển hình để cho chúng ta noi theo. Các con vào chùa Kim Linh để mở ra được khóa tu mùa hè năm 2019 này với 200 bạn khóa sinh ngồi ở đây, thì ân đức của thầy trụ trì, thầy Thiện Tâm lớn hay nhỏ các con? Chúng ta có được phép quên không? Không được phép quên. Đó là ân đức của quý thầy, là ân đức của chư tăng. Thầy mong rằng ân đức đó các con sẽ nhớ. Bởi vì ai cho chúng ta một cái áo mặc, ai cho chúng ta một chén cơm ăn, thậm chí ai khiêng dùm chúng ta 5 kg, 10 kg, 20-30 kg nặng nề, chúng ta còn phải cảm ơn. Huống chi mở ra cả khóa tu để cho các bạn vui chơi này, để cho các bạn học hành này, để cho các bạn tu tập, và cao hơn nữa để cho các bạn học làm người, người tốt, người có ích trên cuộc đời này. Thì ân đức của Đức Phật, ân đức của chánh pháp, ân đức của chư tăng, của thầy trụ trì ở đây, thầy mong rằng ân đức đầu tiên đó được gọi chung là ân đức Tam Bảo. Các con hãy nhớ, nhớ kỹ, nhớ sâu trong lòng. Đấy là ân đức thứ nhất trong 4 trọng ân, 4 ân lớn trong cuộc đời mà thầy mong rằng cả khóa tu này và cả những ngày sau khi kết thúc khóa tu chúng ta không được phép quên. Ân đức lớn thứ hai trong cuộc đời chúng ta, đó là ân đức của gì các con? Của quốc gia. Thầy muốn nói rằng các con, ân đức của quốc gia, ân đức của tổ quốc này, ân đức của đất nước Việt Nam 4000 năm văn hiến chúng ta có được ngày hôm nay, có phải chăng là nhờ công của những con người đã dựng nên đất nước này và không ngừng duy trì, gìn giữ, đấu tranh cho đất nước này? Bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói 2 câu rất là hay liên quan đến những người đã có công dựng nước. Các con biết câu đó không? Bắt đầu bằng chữ các, vua Hùng. Bao nhiêu bạn biết câu đó giơ tay cho thầy xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hơn 10 bạn thôi. Vậy thì thầy muốn các con hãy lặp lại câu này nha. Các vua Hùng đã có công dựng nước. Các vua Hùng đã có công dựng nước.
bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đó là câu nói rất nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Và không chỉ giữ lấy nước đâu các con, đất nước này cần phải giữ, đất nước này cần phải bảo vệ, và cao hơn nữa, đất nước này cần phải phồn thịnh, đất nước này cần phải văn minh, đất nước này cần phải gì nữa các con? Cần phải giàu đẹp. Các con ạ, để có được cuộc sống như ngày hôm nay thì từ ngàn xưa, từ đời các vua hùng cho đến An Dương Vương, cho đến Hai Bà Trưng, cho đến Lý Nam Đế, Ngô Quyền, rồi Lê Đại Hành, Đinh Bộ Lĩnh, rồi Lý Công Uẩn, Trần Nhân Tông, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, sau đó là Nguyễn Huệ, Quang Trung, Gia Long, và đến thời đại Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như đến thời đại ngày nay các con sống. Những con người đó, những anh hùng đó, những nhà văn hóa đó, những người có công lớn với đất nước, thậm chí phải hy sinh, và đã không có ít người phải bỏ mạng vì những cuộc chiến tranh xâm lược. Bởi thế truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm và truyền thống bảo vệ đất nước tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta, thầy mong rằng các con đừng quên. Đừng quên ơn của tổ quốc này, đừng quên ơn của những con người đã ngã xuống cho nền hòa bình dân tộc. Ơn đức dựng nước và ơn đức giữ nước đó, thầy mong các con đừng bao giờ quên lãng. Chính bởi lẽ đó nên các con nhìn lên màn hình chiếu, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của vua Hùng, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của đền Hùng. Đây là hình ảnh của đền Hùng, nườm nượp người. Cứ đến ngày mùng 10 tháng 3, dân tộc ta có một câu nói để tri ân các vua Hùng. Không biết bạn nào ở dưới nhớ câu nói đó. Thầy xin mời bạn Nam, con có thể đọc lớn câu mà cứ đến ngày mùng 10 tháng 3, nhân dân chúng ta, những người Việt Nam chúng ta truyền bá nhau có hai câu ca dao rất hay. Hai câu ca dao này nói về ân đức của các vua hùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chân thầy, đó là câu là: dù ai đi ngược về xuôi, nhớ già dỗ tổ mùng 10 tháng 3. Thầy cảm ơn con rất nhiều, và bạn xứng đáng nhận được phần thưởng của thầy trong buổi sáng ngày hôm nay, xứng đáng nhận được một tràng pháo tay. Mời con lên đây, sẽ có một sợi dây bình an nữa thầy xin gửi tặng đến con. Đúng rồi, đó, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3. Thầy cảm ơn con rất nhiều, và một tràng pháo tay dành cho bạn Nam. Và dù ai buôn bán gần xa, nhớ ngày dỗ tổ tháng 3 mùng 10. Để lặp đi lặp lại rằng đó là truyền thống đó các con. Cây có cội, nước có nguồn, nhiễu điều phủ lấy giá hương, người trong một nước phải thương nhau cùng các con. Đó là ân đức của vua Hùng, ân đức của những con người đã làm nên nền độc lập cho đất nước này, đã dựng nước, đã giữ nước, không quên được. Thế nên truyền thống đó, truyền thống tri ân và báo ân đó của dân tộc Việt Nam, mà mỗi khi ngày mùng 10 tháng 3 về, chúng ta đều nhớ công của vua Hùng. Và nhìn lên màn hình, các bạn biết đó là ai không? Hai Bà Trưng. Vì trả thù nước, vì đền nợ nhà mà Hai Bà Trưng tuổi còn rất trẻ đã khởi nghĩa và đã đứng lên giành được 1, 2, 3 năm độc lập cho đất nước chúng ta. Nhưng mà cũng không được lâu dài, bởi vì nhà Hán thời bấy giờ quá mạnh các con ạ, quá mạnh. Thế nên Hai Bà Trưng đã phải hy sinh thân mình khi tuổi còn rất trẻ. Những con người đó, những con người đã đổ máu đào này để cho nền độc lập của quốc gia,
xin các con hãy nhớ đừng bao giờ quên. Và ngày hôm nay các con ạ, ngày hôm nay chúng ta để mà có được nền hòa bình thế này, thì những người trẻ như các con, ở đây bạn nào đã từng đọc tác phẩm Lá cờ thêu 6 chữ vàng hay tác phẩm Bóp nát quả cam, giơ tay cho thầy coi. Rất nhiều bạn. Và thầy cảm ơn các con. Trong tác phẩm Lá cờ thêu 6 chữ vàng Bóp nát quả cam có một hình ảnh thiếu niên trẻ tuổi, cũng khoảng tuổi các con thôi. Anh này chưa được 20 tuổi, mới có 16 tuổi thôi. Đó là anh hùng nào? Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản trong hội nghị Bình Than năm 1282, khi nghe các vị tướng lĩnh bàn về kế đánh giặc, thì Trần Quốc Toản lúc bấy giờ bởi tuổi còn quá trẻ, nhưng mà tinh thần vì nền hòa bình, vì đấu tranh để vệ quốc, đã không ngần ngại, trong tay chỉ nghĩ đến làm sao phải nghĩ ra được kế sách chống giặc. Và anh ta cầm trong tay quả cam, bóp nát quả cam hồi nào không hay đó các con. Chỉ vì nợ nước, chỉ vì thù nhà, chỉ vì nền độc lập cho quốc gia, mà máu đào và khí huyết sôi sùng sục, chỉ nghĩ là cách nào đó để báo ân của vua. Do đó lá cờ thêu 6 chữ vàng, bạn nào còn nhớ 6 chữ vàng? Phá cường địch, báo hoàng ân, phá giặc mạnh, đền ơn vua. Đó là ý chí của Trần Quốc Toản. Những người trạc tuổi như các con ở đây thôi, các con ở đây tham dự khóa tu này, thầy biết rằng các con có độ tuổi từ 10 đến 20. Đó là độ tuổi các con ở đây. Mà Trần Quốc Toản của chúng ta cũng chỉ mười mấy tuổi thôi. Và còn một con người nữa, Trần Quốc Toản đã hy sinh ở chiến trường, đã phá được rất nhiều giặc mạnh, nhưng cũng đã hy sinh ở chiến trường đó con. Và còn một thiếu nữ nữa. Thiếu nữ này là thiếu nữ người miền Đông Nam Bộ. Thiếu nữ này đó là chị Võ Thị Sáu. Thậm chí khi chị bị bắt tù đẩy ra Côn Đảo, Côn Đảo được coi là địa ngục của trần gian. Các con có bao giờ bị vôi bột vấy vào người, sau đó nước đổ vào vôi bột để nó nóng lên, nó sôi lên, chúng ta bị lở da lở thịt, có bao giờ các con bị như vậy không? Thế mà những người tù ở Côn Đảo nắng nóng bị nhốt ở dưới hầm, và sau đó giải vôi xuống và đổ nước vào, vôi gặp nước sinh ra phản ứng hóa học phải không các con? Và nó tỏa nhiệt, khi mà cái nhiệt độ đó nó bám vào người thì sẽ bị lở da phải không các con? Mà lở da rồi, nóng nực rồi, bị chảy xước rồi, bị thương tích rồi, sau đó buổi sáng hôm sau, giữa trời nóng nực, giữa trưa nắng, bị bắt gông lại và bị phơi nắng, khổ não biết nhường nào. Thế mà ý chí vẫn không chùn bước. Những con người bị tra tấn dã man, bị đánh bị đập, thậm chí chúng ta ở đây, đã bao giờ các con vào trường học hay đi về nhà bị làm một điều gì sai, thầy đánh, cha mẹ đánh, các con có thấy đau hay không? Một roi đó thậm chí chúng ta bị đau rồi, mà bị tra tấn thì còn đau cỡ nào. Nhưng những con người đó không nản lòng, với ý chí kiên cường, với tinh thần thép, những con người đó sẵn sàng hy sinh vì quốc gia, thậm chí bị đem ra xử bắn cũng không nao lòng. Chỉ vì gì các con? Chỉ vì đấu tranh cho nền tự do, hòa bình của đất nước. Không có gì quý hơn. Quý hơn gì các con? Độc lập tự do. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nếu nước mất thì nhà liệu còn hay không? Nhà tan. Nước mất nhà tan. Và nước mất rồi, chúng ta có được tự do không? Cũng không được tự do. Sẽ phải làm thân nô lệ, sẽ phải bị sống dưới ách đô hộ của giặc ngoại xâm. Chính bởi lẽ đó nên công ơn của những con người đấy chúng ta không được phép quên. Một người ngã xuống,
10 người ngã xuống, 100 người đã ngã xuống cho đất nước này, thậm chí 1.000 người đã ngã xuống, mà không chỉ dừng lại ở con số 1.000. 10.000 người đã ngã xuống, không, 100.000 người, các con bảo nhiều hay ít? 100.000 người các con. Các con đã từng đi tham dự một buổi lễ nào với số người lên đến 10.000 người chưa? Bạn nào đã từng tham dự một cái buổi lễ nào lên đến 10.000 người, thử giơ tay cho thầy coi. 1, 2, 3, 4. Bạn nào đã từng tham dự một buổi lễ có số lượng 100.000 người, thử giơ tay cho thầy coi. Chưa có bạn nào. Vậy mà những anh hùng liệt sĩ của chúng ta, các con ạ, đã hy sinh không chỉ dừng lại ở số 100.000 người, 1.000.000 người và hơn 1.200.000 người đó các con. Hơn 1.200.000 người, đó là theo số lượng thống kê mà chúng ta thu thập được. Những con người, những anh hùng vô danh, những liệt sĩ đã đổ máu đào cho dân tộc này. Thưa các con, những con người mà chúng ta chưa tìm được bia mộ, những con người đấy còn rất nhiều. Và đã có những bà mẹ phải tiễn đưa những anh hùng liệt sĩ mới 16, 18, đôi mươi tuổi thôi, mãi mãi tuổi 20, cái tuổi đẹp như vậy mà sẵn sàng xung phong. Các con nếu có dịp đi về ngã ba Đồng Lộc ở miền Trung nước ta, sẽ thấy có 10 cô gái thanh niên xung phong ở tuổi mười mấy đôi mươi thôi, mà những con người đấy đã mãi mãi nằm xuống, nằm sâu vào lòng đất mẹ để cho đất nước chúng ta hòa bình độc lập. Và có những bà mẹ tiễn một người con ra đi, tiễn hai người con ra đi, thậm chí tiễn cả những người cháu ra đi, ra đi mãi mãi không trở về. Đó là các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Những bà mẹ ấy đã khóc cạn nước mắt, đã khóc khô cả nước mắt, nhưng vẫn phải khóc tiếp để tiễn con ra đi. Đã có những người trở về, nhưng trở về trên chiếc xe lăn. Đã có những con người trở về, nhưng trở về trên đôi nạng gỗ. Như vậy, ơn đức của những con người đấy, chúng ta có được quên không các con? Không được quên. Mãi mãi chúng ta được sống ở bầu trời an lành. Các con sinh ra và thầy sinh ra, sau năm 1975, chúng ta không còn nghe tiếng súng. Chúng ta chỉ sống ở một vùng trời, bầu trời bình yên thế này. Thì mong rằng các con hãy nhớ ân đức thứ hai, ân đức của Tổ quốc, ân đức của những người lãnh đạo quốc gia này. Chúng ta đang ngồi đây, những các vị lãnh đạo quốc gia của chúng ta đang bận, đang phải xử lý rất nhiều công việc, đối nội rồi đối ngoại, lo cho nền kinh tế, lo cho canh giữ biên cương hải đảo. Nếu các con nhìn lên hình ảnh, các con sẽ thấy đây là hình ảnh gì các con? Hình ảnh của chiến sĩ hải quân cách đây ít nhiều năm. Đã có những tình trạng tàu nước ngoài va đập vào tàu Việt Nam. Đã có những giàn khoan của nước ngoài đi vào cái lãnh hải của Việt Nam, mà nhờ những người này, nhờ những con người ngày đêm quên ngủ mà giữ chắc chủ quyền biển đảo, cầm chắc tay súng không mang đến mạng sống, để ngày đêm canh giữ biên cương, canh giữ hải đảo, chúng ta mới có được cuộc sống yên ổn như ngày hôm nay. Và nhìn lên màn hình, chúng ta sẽ thấy tiếp, đây là những bà mẹ. Và sau lưng những bà mẹ đấy, các con nhìn thấy hình ảnh gì không? Hình ảnh một cỗ xe tăng, và hình ảnh có những con người nho nhỏ ở gần đầu xe tăng. Đã có những hình ảnh bom đạn. Những bà mẹ này là những bà mẹ đã cúng cho đất nước chúng ta, đã hiến tặng cho đất nước chúng ta những người con thật anh hùng. Và đây là đất nước Việt Nam với vẹn toàn lãnh thổ, với một hình chữ S, với Trường Sa, với Hoàng Sa, với Phú Quốc, với nhiều biển đảo. Và đây là hình ảnh của Sapa, là hình ảnh của Hạ Long, là hình ảnh của Trường An, những thắng cảnh nổi tiếng ở miền Bắc.
Và đây là những hình ảnh của Hội An, là hình ảnh của Nha Trang, là hình ảnh của kinh thành Huế, những cảnh đẹp ở miền Trung. Và đây là hình ảnh của Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận, những hình ảnh của Mê Công, những hình ảnh Chợ Nổi, những hình ảnh của non nước hữu tình Nam Bộ, hình ảnh của đảo Phú Quốc, đảo Ngọc thân yêu, những thắng cảnh của miền Nam. Nếu các con lớn lên có điều kiện đi du lịch, sẽ đi và đi qua những miền của Tổ quốc để thấy rằng Tổ quốc của chúng ta đẹp biết nhường nào. Nhưng mà nhờ ai, vì ai, công của ai mà chúng ta có được một Tổ quốc như vậy các con? Nhờ những người đã nằm xuống, ơn của quốc gia, ơn của những người anh hùng, ơn của những chiến sĩ, những liệt sĩ, vị quốc vong thân. Thầy mong rằng ơn đức thứ hai mà chúng ta gọi chung là ân của quốc gia, các con mãi mãi không bao giờ được phép quên lãng trong tâm trí mình. Đó là hai ân đức lớn trong cuộc đời. Do đó nhà thơ Đỗ Trung Quân đã có hai câu nói, hai câu về quê hương trong số bài thơ về quê hương. Các con nhìn lên màn chiếu sẽ thấy hai câu đó. Thầy muốn giờ phút này không cần thầy đọc, mà các con hãy đọc lớn lên cho thầy hai câu thơ này. Các bạn ở phía dưới cùng có nhìn thấy dòng chữ trên bảng không? Thầy muốn các con đọc nha. 1, 2, 3. Cảm ơn các con. Một tràng pháo tay. Rất tuyệt vời. Đó là hai ân đức lớn trong số bốn ân đức trong cuộc đời. Ơn thứ nhất là ơn Tam Bảo. Ơn thứ hai là ơn của quốc gia, ơn của Tổ quốc, ơn của đất nước. Và ơn thứ ba đó là ơn của chúng sinh. Ơn của chúng sanh này các con nghe hơi khó hiểu, nhưng Thầy sẽ nói với các con, ân của chúng sanh này là ân của mọi người, ân của vạn loài, ân của tất cả những gì xung quanh chúng ta. Bởi con người của chúng ta sống không phải sống một mình, sống là sống chung với những con người, sống là sống với những người xung quanh. Do đó nên các con thấy Thầy vừa đọc các con hai câu: nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương, thương nhau cùng. Và ơn thứ nhất trong ơn chúng sinh này, Thầy muốn nhắc nhở các con hãy ghi nhớ ơn của những người xung quanh chúng ta. Thầy thử hỏi các con, chén cơm các con ăn ở trong gia đình các con có tự nấu được không ạ? Có bạn nấu được và có những bạn không nấu được. Vậy thì gạo chúng ta ăn là ở đâu mà có? Có phải chúng ta phải lấy tiền để mua không ạ? Nhưng mà tiền để mua gạo, tiền đó là của cha, của mẹ chúng ta, phải không ạ? Thế thì chúng ta có phải nhớ ơn cha mẹ không? Đó là hai người xung quanh chúng ta rất gần, mà lát nữa Thầy sẽ chia sẻ. Và cha mẹ chúng ta có tự tay tự chân đi ra ngoài đồng để trồng lúa không? Cũng không. Cha mẹ chúng ta đi vào công sở để làm việc, cha mẹ chúng ta sẽ đi làm giáo viên, đi vào làm trong nhà máy, vào làm trong các cơ quan nhà nước. Vậy thì gạo đó phải nhớ công của người trồng lúa, đúng không các con? Chúng ta ăn một chén cơm, chúng ta phải nghĩ đến công của bác nông phu, công của người trồng lúa, công của người gặt lúa, công của người bón phân, công của những người đã sản xuất ra, đã chế tạo ra các loại phân bón để cho cây lúa được tốt tươi, công của mặt trời đã soi ánh sáng để cây lúa được trưởng thành, công của nguồn nước, công của suối nguồn đã tưới tẩm lên cây lúa. Do đó không chỉ công của những con người mà còn công của khắp thiên nhiên đất trời nữa các con. Chúng ta nhiều khi sống mà quên lãng, sống mà không để ý. Thậm chí Thầy ngồi ở đây, nếu không có công của những vị chỉnh âm thanh, liệu Thầy có thể nói để tất
cả các bạn nghe một cách rành rõ hay không, công của người chỉnh máy, chỉnh âm thanh chúng ta cũng phải ghi nhớ. Công của quý thầy, công của những vị tín chủ đã góp công, góp của để làm nên ngôi chùa Kim Linh, để tráng cho chúng ta cái sân chúng ta ngồi, để che cho chúng ta cái mái che này, để bật cho chúng ta những cái đèn, những cái quạt. Công đó chúng ta có bao giờ nhớ không các con? Chúng ta có bao giờ nghĩ đến không? Hay là phải đợi quý thầy nhắc thì chúng ta mới nhớ? Đấy, cuộc đời này có nhiều ân đức lắm. Có nhiều người đã vô tình hoặc đã cố sức để làm, để tăng, để ban cho chúng ta những cái gì tốt đẹp nhất, mà nhiều lúc chúng ta có khi lại quên đi. Vậy thì nhờ công bác nông phu, nhờ công của người may dệt mà chúng ta có được những thứ đó. Thậm chí cái bàn học, cái ghế ngồi, bông hoa này, cái ly nước này, thầy cũng nhờ các anh chị tình nguyện viên bưng đến cho thầy. Thầy cũng nhớ công của các anh chị. Và thầy ngồi ở đây, thầy đứng ở đây, thầy cũng cảm ơn các con nữa. Bởi các con đã lắng nghe thầy, các con đã ngồi rất ngoan, rất nghiêm và rất chăm chỉ. Hồi nãy thầy về chùa, mới đi đến cổng chùa, thấy rằng các con mô Phật chào thầy, chắp tay xá thầy. Thầy thấy quả thật, thầy trụ trì ở đây, các anh chị tình nguyện viên ở đây, các bạn chúng trường chúng phó ở đây đã rất tuyệt vời. Và tuyệt vời hơn nữa, khi những thông điệp đó, những lời dạy đó đã đến được với các con, để các con ngoan được như thế, các con giỏi được như thế, và các con đạo đức văn hóa được như thế. Thầy rất cảm ơn và cảm ơn các con rất nhiều vì buổi sáng ngày hôm nay. Công của chiếc xe mà cha của mình chở mình đi học, mẹ của mình đưa mình đến trường, ai đã làm ra cái xe đạp, cái xe máy cho chúng ta? Ai đã chế tạo, sản xuất ra cho chúng ta cái đôi dép để chúng ta đi? Ai đã chế tạo ra cái bờm, cái búi tóc cho chúng ta làm đẹp? Ai đã chế tạo ra cho chúng ta cái cặp mắt kính để lỡ bạn nào bị cận 2 độ, 3 độ, chúng ta đeo nhìn rõ hơn? Công của những con người đấy, chúng ta có được phép quên không các con? Không được phép quên. Do đó công của thầy, cô giáo, công của những ai đã dựng trường, đã mở lớp, thầy mong rằng để cho các con được đi học, chúng ta không được phép quên. Tất cả đó là nhờ công lao của xã hội, là nhờ những người công nhân, những người kỹ sư, những bác sĩ, những nhà khoa học. Đó là những người xung quanh chúng ta. Và đây, nếu chúng ta nhìn lên hình ảnh, sẽ thấy rằng các cô, các bác nông phu để cấy, cày, gặt lúa, những người may, những người làm thợ dệt đã dệt ra tấm vải để cho chúng ta may áo, may đồ. Và công của những người bác sĩ đã chữa trị cho biết bao nhiêu bệnh nhân, đó là những người đem lại cho chúng ta sức khỏe để chúng ta có đầy đủ tinh thần, đầy đủ nghị lực, đầy đủ trí tuệ nhờ có sức khỏe, để thầy và các con ngồi trong hội trường này. Và đây thầy vừa mới nói, công của những phát minh của các nhà khoa học đã chế tạo ra cho chúng ta những tiện ích, thầy mong rằng các con đừng bao giờ quên. Và gần hơn nữa, đó là công ơn của những người thầy, công ơn của những người bạn, công ơn của những người thân chúng ta. Không thầy đố mày làm nên, nửa chữ cũng là thầy, một chữ cũng là thầy. Ca dao dân ca của chúng ta thường nhắc con cháu, anh em, các thế hệ kế thừa như vậy đó các con. Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy. Ngày nào em bé còn con, bây giờ em đã lớn khôn thế này. Cơm cha áo mẹ chữ thầy, nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao. Công ơn của thầy của bạn, học thầy không tày học bạn. Có khi thầy lên đây chỉ nói chuyện với các con khoảng chừng một tiếng hay hơn một tiếng đồng hồ mà thôi. Nhưng mà các con ạ, bạn của các con đấy có rất nhiều điều hay mà các con sẽ học được. Sẽ có rất nhiều những cái phát minh,
phát minh nho nhỏ thôi, sẽ có rất nhiều những kiến thức, sẽ có rất nhiều những kinh nghiệm mà các con sẽ học được qua khóa tu này. Thầy mong rằng các con sẽ học thầy và học bạn, nhưng đừng bao giờ học những tính xấu của bạn nha các con. Nếu bạn nào mê game, mê điện tử, mê lướt web, mê Facebook, không quản đến học hành, đừng bao giờ học những tính xấu. Hãy học những tính tốt, hãy học cái đức tính bạn kia sau khi ăn cơm biết bưng cái chén xuống rửa chén phụ giùm các cô các bác. Hãy học bạn kia sau khi ngồi ở đây nhìn thấy một cái rác, nhìn thấy một chai nước vứt lung tung ở ngoài sân, bạn đó lượm để vào thùng rác. Hãy học những đức tính ấy. Hãy học tính bạn kia thấy người bạn của mình khiêng đồ nặng 20 kg đến xách dùm cái giỏ 10 kg, chúng ta hãy học những đức tính đó nha các con. Hãy học bạn kia ngồi học một cách nghiêm trang và chăm chỉ. Đừng bao giờ học tính cách lười biếng, chế nải mà dựa dẫm của bạn mình. Hãy chọn bạn mà chơi. Người phương Tây có một câu nói rất hay các con, đó là hãy cho tôi biết anh chơi với bạn nào, anh chơi với những người bạn như thế nào, bạn của anh tốt hay xấu, tôi sẽ biết được phần nào tính cách của anh. Người Việt Nam chúng ta có một câu: gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Các con hãy nhớ câu này. Học thầy, học bạn, học những cái gì hay nhất. Thầy là người trao cho mình trí thức, bạn là mình, bạn là người đồng hành với mình, giúp cho mình vượt qua những khó khăn, là người song song với mình để mà chia sẻ. Nhưng đừng bao giờ đi vào con đường tội lỗi nha các con. Đừng bao giờ trở thành một người xấu, một người hư trong cuộc đời. Lát nữa thầy sẽ chia sẻ với các con trong phần nói với cha mẹ một câu chuyện có thật cách đây 2 tuần mà thầy nghe tận tai, và không thấy tận mắt nhưng nghe tận tai. Chia sẻ lại một điều: học ở bạn xấu để chúng ta rút kinh nghiệm. Và những người gần gũi hơn nữa, đó là ông bà của chúng ta, đó là tổ tiên của chúng ta, đó là những người anh chị em của chúng ta, những người hàng xóm láng giềng của chúng ta, và những người làm ơn cho chúng ta. Thầy mong rằng ân của những người đó các con không bao giờ được phép quên. Có ai khen một người vong ân bội nghĩa không? Chắc hẳn là không. Có một ai khen một người phụ nghĩa quên tình không? Chắc hẳn là không. Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần, đúng không ạ? Không bao giờ ai khen một người vô ân, khen một người bội nghĩa. Và ngay như các con ở trong khóa tu này, cũng có rất nhiều những người, nào là những người lo an ninh, lo trật tự, lo giữ xe cho các con, lo cho các con âm thanh, lo cho các con có điện để xài, có nước để xài, lo cho các con bữa ăn, lo cho các con ẩm thực, lo cho các con từng tí một. Mong rằng ân đức đấy các con đừng bao giờ quên. Một số những hình ảnh, những người phục vụ cho các con miếng cơm manh áo, một số những người đã lau nhà, lau sân cho các con, những người đấy đừng bao giờ quên. Thậm chí cả đến những người rửa chén, những người truyền trao cho chúng ta kiến thức, những người đã giúp đỡ khi chúng ta rơi xuống vực thẳm. Các con nhìn trên hình ảnh thấy rằng đang có một người gần rơi xuống vực thẳm và có một người đang ở trên đỉnh núi giang cánh tay ra để níu kéo và vớt lấy chúng ta. Những con người đã giúp đỡ mình trong hoàn cảnh khó khăn, ngày hôm nay các con được khỏe, được bình yên và được sống trong môi trường tốt. Đừng bao giờ quên ân những người đã cứu mình qua cơn hoạn nạn nha các con. Và cao hơn nữa, đó là tổ tiên của mình, đó là ông bà của mình. Có ông bà, có cha mẹ mới có chúng ta. Làm nên là bởi mẹ cha vun trồng, thờ cha mẹ phải hết lòng, đó là chữ hiếu dạy trong luân thường. Ông bà chính là những người sinh ra cha mẹ chính là những người sinh ra chúng ta. Do đó ơn đức thứ ba thầy chia sẻ với các con, đó là ân đức của mọi người, ân đức
của vạn loại mà Thầy nói rằng đó là ân đức của chúng sinh. Ân đức của chúng sanh, Thầy mong rằng các con hãy nhớ, đó là những người xung quanh chúng ta, là những người làm nên miếng cơm manh áo mà Thầy nhớ rằng các bạn được học bài lòng biết ơn, phải không? Với những người chung trong cuộc sống đã cho con manh áo miếng cơm với bao nhiêu vẻ đẹp hương thơm, nên trong trái tim đầy ân nghĩa. Hai loại người được tán thán: người biết ân tri ân và người biết báo ân đền ân. Hai hạng người này chính là các con đấy. Và Thầy muốn nói rằng tổ tiên, ông bà và gần gũi nhất, đó là ân đức thứ tư. Ân đức này cao vời lắm. Nếu ân đức Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, ân đức của quốc gia là những người cho chúng ta nền hòa bình, những người ngã xuống để tổ quốc nở hoa, ân đức của mọi người đã làm ra miếng cơm manh áo, đã giúp cho xã hội này được phồn vinh, là những người trợ duyên cho chúng ta, thì ân đức thứ tư này là ân đức mà Thầy mong rằng các con trọn đời suốt kiếp không bao giờ được quên. Đó là ân đức của cha mẹ. Nếu không có cha mẹ, thử hỏi các con có mặt trên cuộc đời này hay không? Các con hãy nói thật đi, nếu không có cha mẹ thì liệu các con có trên cuộc đời này không? Do đó ân đức thứ nhất của cha mẹ, đó là ân đức sinh thành ra các con. Người mẹ các con ạ, sinh ra các con phải 9 tháng mang nặng đẻ đau. 9 tháng ấy các con có bao giờ nghĩ rằng 9 tháng ấy các cha, các mẹ của con, mà nhất là mẹ của con, đã phải ăn kiêng, đã phải mang trong mình một giọt máu, mà giọt máu ấy nó sẽ từ từ lớn lên. Có những người mẹ Thầy biết rằng trước khi sinh đẹp lắm, xinh lắm, là hoa khôi của trường năm xưa, là hoa khôi của nơi công sở. Nhưng mà sau khi mang thai các con rồi thì ốm nghén, ốm o, gầy mòn và trở thành một con người xanh xao, thiếu sức sống, bởi do hội chứng những người có bầu mang lại. Và có những chiều ngược lại, có những bà mẹ đẹp lắm, xinh lắm, nhưng sau khi mang thai lại trở nên mập, trở nên béo phì, trở nên tăng 10 kg, tăng 20 kg, không còn xinh đẹp như năm xưa nữa. Và thậm chí đến cái ngày sinh các con đấy, mẹ là người vất vả lắm các con. Ở đây bạn nào đã từng tổ chức sinh nhật rồi, giơ tay cho Thầy coi. 1, 2, 3, 4, 5. Rất nhiều, rất nhiều. Cảm ơn các con rất nhiều. Các con ạ, hơn 30 bạn ở đây đã từng tổ chức sinh nhật. Ngày sinh nhật là ngày vui hay ngày buồn của các con? Ngày vui. Các con vui nhiều hay vui ít? Vui rất nhiều. Ngày đó các con có nhận được quà hay không? Nhận được quà. Ngày đó các con có chụp hình lưu niệm hay không? Có. Ngày đó các con có tung lên Facebook, tung lên Zalo, hay là báo cho mọi người biết, hay alo cho mọi người biết là ôi sinh nhật vui quá, các con có làm như vậy không? Thỉnh thoảng vẫn có. Thỉnh thoảng vẫn có. Và ngày đó các con biết không, ngày đó, ngày của 10 năm trước, của 15 năm trước, của 20 năm trước, là ngày mà một người trên cuộc đời này phải đối diện với cái chết. Trong kinh Đức Phật nói rằng nhất sanh thập tử nhiều bể gian nan. Trong khóa tu này các con có được tụng kinh Vu Lan hay không? Kinh Vu Lan báo hiếu. Đấy, nhất sanh thập tử nhiều bể gian nan là hình ảnh của mẹ các con đấy. Mẹ các con vào cái ngày sinh nở các con, xin thưa các con, 10 phần sống thì chết hết 9 phần rồi. Thậm chí đã có những bà mẹ chết ngay trên bàn mổ. Đã có những bà mẹ phải vượt cạn,
Người ta nói rằng đi trên đại dương mênh mông bao la, còn có bạn đồng hành, còn chèo thuyền chống thuyền được, còn vượt từ đầu sông này đến đầu sông kia, vượt từ đại dương này sang đại dương nọ. Nhưng các con ạ, có bao giờ mình nghĩ rằng vượt cạn hay không? Vượt cạn thì chỉ có một mình mẹ của các con mới là người duy nhất cần phải vượt qua, để các con có tiếng khóc chào đời đấy. Do đó nên ai mà ở đây có một lần nào đó cãi mẹ của các con, ai mà ở đây có một lần nào quên đi ân đức sinh thành 9 tháng cưu mang để mà sinh ra chúng ta, cái ngày mà mẹ của chúng ta đối diện với cái chết, ngày đó các con mà quên thì xin thưa, chúng ta không phải là một con người văn hóa, là một con người biết ân. Thầy mong rằng qua khóa tu này, các con một ngày nào đó đến ngày sinh nhật của các con thì các con hãy mạnh dạn lên cầm cái điện thoại nếu ở xa mẹ, hoặc đi học về, hoặc mới sáng thức dậy, các con hãy đến bên mẹ của các con, hãy cầm bàn tay mẹ, hãy ôm lấy mẹ các con một cái, để các con nói lên một câu rằng: mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Con thương mẹ bởi vì sao? Bởi vì hôm nay con mới hiểu rằng ngày vui của con là ngày mẹ đối diện với tử thần của mười mấy năm về trước. Con cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống này. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này để con có được thân hình đẹp như ngày hôm nay. Các con đã bao giờ làm điều đó chưa? Chưa bao giờ. Thế thì chúng ta thử suy nghĩ xem, chúng ta có thật sự là một người con chí hiếu chí tình hay không? Thế nên thầy mong rằng sau khóa tu này, cứ đến kỳ sinh nhật, các con hãy làm điều đấy với mẹ của các con, hãy làm điều đấy với bố của các con, với cha của các con, những người mà hy sinh cả thân mạng, chẳng màng cái sự sống của mình để cho các con có được ngày hôm nay. Nếu nhìn lên hình ảnh, các con sẽ thấy hình ảnh của các con, những đứa bé ngày xưa trong bụng mẹ đấy, nó chỉ là một nhau thai, rồi sau đó lớn dần lên. Các con ạ, không phải các con ăn qua đường miệng đâu, mà các con ăn qua những chất dinh dưỡng, qua rốn của người mẹ. Do đó đừng bao giờ các con nghĩ rằng mình là cái rốn của vũ trụ, mình là trên hết, mình là tất cả nha các con. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ, là cái rốn của vũ trụ, là trung tâm của gia đình. Mẹ mình phải có nhiệm vụ nấu cơm cho mình, phải rửa chén cho mình, phải chăm sóc cho mình. Đừng bao giờ nghĩ thế, mà phải nghĩ rằng mình là người phải có nhiệm vụ giúp cho cha mình, giúp cho mẹ mình, giúp cho anh chị em của mình. Cha mẹ đã bỏ cả ngày ra, từ sáng đến chiều, đầu tắt mặt tối, bắn lưng cho trời, bắn mặt cho đất để cho chúng ta có miếng cơm manh áo. Đừng bao giờ để cha mẹ bận lòng thêm nữa. Đừng bao giờ vòi cha mẹ cái này, vòi cha mẹ cái kia. Mẹ ơi, cho con 50.000 con ăn sáng. Mẹ bảo thôi, mẹ chỉ có 10.000, 20.000 thôi. Không, mẹ có nhiều tiền lắm, cho con nhiều đi. Có bao giờ chúng ta như vậy không? Nếu ai mà như vậy, thầy mong rằng các con sau khóa tu này hãy về xin lỗi cha mẹ nhé. Và đây là hình ảnh của chúng ta khi sinh nở. Có những người sinh được, nhưng có những người không sinh được các con ạ. Phải mổ, mất nhiều máu. Ví như thọc huyết châu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Và đã có những bà mẹ chết trên bàn mổ, mất trong bệnh viện có rất nhiều rồi, mà mẹ của các con còn được như ngày hôm nay. Các con được như ngày hôm nay thì thầy mong rằng ân đức thứ tư là ân đức của cha mẹ, mãi mãi trong cuộc đời này không bao giờ được quên. Cách đây 5-7 năm, thầy có đọc một câu chuyện. Đó là câu chuyện về một người mẹ. Người mẹ này mang bầu, đến tháng thứ 9 rồi. Thì hôm đó, bởi do bà không có điều kiện kinh tế, bà phải đi ăn xin, nên hôm đó bà đi ăn xin gần cái gầm cầu thì trời mưa đổ xuống. Mà thưa các con, ở nước ngoài trời lạnh lắm,
Mưa là mưa tuyết đổ xuống, nhiệt độ đến âm mấy độ C. Ở đây các con nếu một lần ra ngoài miền Bắc, trời chỉ cần âm 10 độ C, các con lạnh rét cóng. Các con biết trong tủ lạnh của chúng ta, hễ mà đến 0 độ C là nước đá phải đóng băng. Hễ 0 độ C, ly nước thầy uống chỉ cần để ngoài trời khoảng chừng nửa tiếng thôi, nó sẽ đóng băng đó các con. Thế mà trời âm độ, còn dưới 0 độ nữa, bà mẹ này đang cái lúc đấy đi ngang cái cầu để xin ăn, thì bà bỗng trở dạ với cơn đau vô cùng. Bà không biết phải làm sao, bà cố lết xuống dưới gầm cầu. Và hôm đó, trong buổi đêm giá lạnh đó, bà đã lấy hết sức bình sinh của mình, không có người đỡ đẻ. Mà sinh các con ra không có người đỡ đẻ thì thưa các con, người mẹ đấy khó lòng quá khỏi. Trời lại lạnh giá, nhưng sau khi sinh con được rồi, bà mẹ đã kiệt sức, lấy hết sức tàn của mình. Bà mẹ đã che chở cho người con, mẹ đã ôm đứa con vào trong lòng. Mà thầy xin lỗi các con kể chi tiết này, mẹ ôm con trong lòng một đứa bé mới sinh ra thôi, lạnh lẽo liệu chịu được nhiệt độ âm độ C không các con? Nhiệt độ mà ly nước cũng phải đóng băng, thì bà mẹ này không biết phải làm cách nào để con mình được sống sót. Bà cởi cái áo, bà cởi hết bộ đồ, cho đến khi cởi tất cả mọi thứ, cái áo dài ngoài, cái áo khoác ở trong và cái áo ở trong nữa, bà đã quấn trọn lấy đứa con, chỉ cho nó một cái hơi thở, chừa một đường để cháu nó thở. Và bà ôm cả người của bà lấy đứa con. Để rồi sáng hôm sau, một cô đi ngang cái cầu đó, xe bỗng bị tắt máy. Cô linh cảm có một điều gì, và cô ngó xuống dưới gầm cầu, cô nghe kỹ có một tiếng khóc oe 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 oe, khóc của đứa trẻ. Và cô đã động lòng, cô nhìn xuống thì thấy hình ảnh của một bà mẹ, trên người không một mảnh vải che thân, mà lấy toàn bộ những cái quần áo để bọc lấy con mình, và cả bà mẹ ôm lấy đứa con. Bà mẹ ấy đã chết trong một đêm giá lạnh. Ở đây các con, nếu bạn nào mà có mẹ mình lỡ mồ côi mẹ từ nhỏ, thì hãy nhớ rằng chúng ta không có gì phải hối tiếc trong cuộc đời, bởi chúng ta đã có một người mẹ hy sinh cả tính mạng của mình để cho chúng ta có được mạng sống. Và người phụ nữ lái cái xe máy kia đã động lòng thương đứa trẻ này, và đã nuôi đứa trẻ cho đến 5 tuổi, 6 tuổi cho đi học, cho đến 10 tuổi. Em bé này cứ hỏi rằng: mẹ ơi, mẹ của con là người như thế nào? Mẹ của con tại sao lại mất? Sao con phải mồ côi từ nhỏ thế? Thì bà mẹ nuôi này không trả lời các con ạ. Bà mẹ nuôi sợ cháu nó còn nhỏ không hiểu. Đến năm cháu lên lớp 5, 10 tuổi, bà mẹ thấy cháu đã đủ tầm nhận thức rồi, thì bà mới kể ra sự thật rằng: con à, năm xưa mẹ con đã vì sinh ra con, đã vì lấy hết những cái khả năng và những cái gì con, mẹ của con có, để mà mẹ sinh ra con, để con có được tiếng khóc chào đời, con có được ngày hôm nay. Mẹ của con vĩ đại như vậy đó con ạ. Công sinh và công dưỡng bằng với nhau. Đứa trẻ đợi đến ngày sinh nhật và quỳ xuống nói với người mẹ nuôi của mình rằng: mẹ à, hôm nay con muốn ra thăm mộ của mẹ con. Thì sau khi thăm mộ xong thì cháu nó mới nói thêm một câu rằng: mẹ à, con muốn ra thăm cây cầu năm xưa mà mẹ con đã mất. Bà này hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng muốn cho con mình biết nơi mẹ năm xưa đã tắt hơi thở cuối cùng, đã đóng băng giá trong một đêm mùa đông. Và cái mùa đông năm đó cũng lạnh, cũng giá, cũng rét như vậy đó. Đứa bé này ra đúng chỗ dưới gầm cầu năm xưa, năm nay cũng lạnh như năm xưa. Đứa bé phải mặc đến 5 lớp áo, thậm chí lớp áo khoác dày thật dày. Và nó đã quỳ dưới gầm cầu, nó đã lạy ba lạy: con lạy mẹ, mẹ ơi, ngay tại chỗ này cách đây 10 năm con mở mắt chào đời, nhưng cũng ngay tại chỗ này mà năm xưa mẹ đã phải chịu lạnh, mẹ đã phải chịu giá,
mẹ đã phải chịu rét và mẹ đã phải chịu đóng băng dưới chân cầu. Hôm nay con thử xem con lạnh như thế nào mẹ nhá. Em bé bắt đầu cởi áo khoác ra, cởi lớp áo khoác thứ nhất, cởi lớp áo khoác thứ hai, và cởi đến khi mà em chỉ còn mặc cái quần đùi và cái áo thun. Người mẹ nuôi đứng ở cách xa đó khoảng 3 mét, không nghĩ rằng đứa bé sẽ cởi thêm cái áo và cái quần cuối cùng. Nhưng đứa bé vẫn cởi đến cái áo, cái quần cuối cùng, trên người không còn mặc một mảnh vải nào nữa. Thầy xin lỗi các con khi phải kể chi tiết này, nhưng mà thầy phải kể. Bởi vì đứa bé ngay lúc bấy giờ nó quỳ xuống và nó bật khóc. Nó nói một câu rằng: mẹ à, giờ này con thấy lạnh lắm, con thấy lạnh nhiều lắm mẹ ơi, nhưng mà con lạnh con còn chịu được. Con lạnh nhưng có lẽ con chưa lạnh bằng mẹ năm xưa đâu, bởi mẹ lạnh mà mẹ đang bị kiệt sức. Mẹ lạnh, mẹ không còn vượt qua được cái đêm giá rét năm nọ. Chắc có lẽ con lạnh lắm, nhưng con không lạnh bằng mẹ năm xưa. Giờ này ở trên thiên đường, mẹ có lạnh không hả mẹ? Thế nên hôm trước thầy nghe lại bài hát của một bạn: này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe tiếng của con gọi, mẹ con giờ này ở chốn nào, có nghe được tiếng lòng của con hay không? Thì em bé này cũng như vậy. Thầy mong rằng công ơn của cha của mẹ các con đừng bao giờ quên lãng. Ơn của cha của mẹ khi mà sinh ra các con đã nhiều như vậy, nhưng mà khi sinh các con ra rồi, ba nong bồng ấm cho các con từng miếng cơm manh áo, nhất là những lúc trái nắng trở trời các con bị bệnh, cha mẹ các con phải tìm đủ mọi phương cách để chữa cho các con được lành, để cho các con được đủ sức khỏe, lớn lên lại cho các con ăn học nên người, lo cho các con từng tí một. Ở đây bạn nào biết xài tiền giơ tay cho thầy xem. Bạn nào đã từng biết xài tiền, xài 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, đã từng cầm cái đồng tiền trên tay để đi mua đồ để xài tiền, giơ tay cho thầy con. Thầy cảm ơn các con rất nhiều. Có bao giờ các con tự hỏi rằng tiền ở đâu mà có không? Chúng ta ít khi nào hỏi câu đó. Thế mà tiền các con ạ, ba mẹ của các con, có những người phải thức ca đêm ở trong công ty may dệt, có những người phải làm thuê làm mướn, thậm chí cha của các con phải đi bưng thuê bưng muốn, phải đi làm trong nhà hàng, phải chịu bị nghe lời chửi mắng của ông chủ, phải bị người ta sai, người ta khiến như những người ô xin. Có những người như vậy, và cũng có ít nhiều những người cha, những người mẹ sáng sớm mới 3 giờ phải gánh hàng rong ra ngoài chợ bán, kiếm từng đồng từng cắt bạc để cho chúng ta tiêu. Ân đức đấy lớn hay nhỏ thì tự tâm của các con, tự mỗi người các con biết. Do đó ân đức dưỡng dục, ân đức của cha mẹ là những người dạy chúng ta từng tí một, là người thầy đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta. Thầy mong rằng các con không được phép quên lãng. Lớn lên cho các con đến tuổi này, tuổi ăn học, vào trường này, vào trường nọ, vào trường kia, thì các con hãy cố gắng làm sao mà ăn học nên người, để không có phụ lòng của cha của mẹ. Do đó mỗi người trên cuộc đời này đều có những người cha, những người mẹ mà trên hình ảnh là những người tương tự như các con. Từ khi mà còn nhỏ, trẻ như vậy đó, lớn lên là một đứa bé khôi ngô tuấn tú, và lớn hơn nữa được cha, được mẹ nuông chiều, đong đưa trên võng, và nhiều hơn thế nữa là cho ăn, cho học. Chúng ta đã có những người cha thật tuyệt vời, những người cha đã nắm tay con, đã giúp con đi trên đường đời,
chúng ta đã có những người cha như vậy. Nhìn trên màn hình, chúng ta thấy người cha của các con, nắm các con, chỉ cho các con từng điều một. Cha là lý trí, là lẽ sống của cuộc đời các con. Và mẹ của các con là người mà tần tảo một nắng hai sương để cho các con có nụ cười, có tiếng hát. Ân đức này các con phải ghi nhớ, các con mãi mãi không được quên ân của cha, nghĩa của mẹ. Do đó cha mẹ là tất cả trong cuộc đời của chúng ta. Giờ phút này Thầy mong rằng tất cả các con hãy cùng ngồi để dành một phút nhớ về ân đức cha và ân đức mẹ. Các con nghe chuông nha, rồi chúng ta giữ lưng thẳng. Và tiếp theo, các con hãy nhớ về mẹ của mình, nhớ về người mẹ đã dạy bảo các con, đã lo cho các con từng miếng ăn giấc ngủ. Các con đừng nhìn sang bên trái, đừng nhìn sang bên phải. Chúng ta hãy nhắm mắt lại và hãy trả lời bằng cả tấm lòng của các con. Có bao nhiêu cha, bao nhiêu mẹ trên cuộc đời này, là có bao nhiêu vị Phật trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng Thầy muốn hỏi, hỏi thật các con ngay trong giờ phút này. Các con ngồi ở đây, nếu bạn nào đã từng một lần, cứ nhắm mắt lại và trả lời. Nếu đã một lần hoặc nhiều hơn một lần không nghe lời cha mẹ, hoặc cãi cha mẹ, hoặc làm cho cha mẹ buồn, hãy giơ cánh tay phải lên cho Thầy coi. Đừng quay xuống, hãy nhắm mắt lên, không ai biết đâu. Thầy cảm ơn các con bỏ tay xuống. Có ai trên cuộc đời này, trong hội trường này, giờ phút này dám khẳng định rằng các con là người thương cha, thương mẹ thì cứ nhắm mắt và giơ cánh tay trái lên cho Thầy coi. Bao nhiêu người giơ cao lên. Các con dám khẳng định rằng các con là những người thương cha, thương mẹ. Thầy cảm ơn các con bỏ tay xuống đi. Giờ phút này Thầy mong rằng sau buổi nói chuyện hôm nay của Thầy, các con sẽ viết một lá thư cho cha, cho mẹ bằng cả tấm lòng của mình. Các con viết, viết bằng sự thật, viết bằng tâm hồn của mình, viết bằng cả trái tim của mình, chứ không phải viết bằng lời văn hay, viết bằng chữ đẹp mà chúng ta được học trong trường, trong lớp. Thầy muốn các bạn viết bằng trái tim của các bạn. Và Thầy mong rằng câu chuyện này Thầy kể cho các bạn, một câu chuyện về người mẹ, các bạn nghe và chúng ta thử chiêm nghiệm xem có những người mẹ của chúng ta vĩ đại như vậy đó. Cậu bé là một người rất ngoan, nhưng mà ba mất sớm, mẹ phải tảo tần nuôi con, mẹ lại bị bệnh phong thấp, tay của mẹ, chân của mẹ bị ra mồ hôi, ngồi một chút xíu thôi là đau giò, đau khớp, đi cũng đau, tay không dám đụng phải nước. Nhưng mà cậu lại là một người con hiếu thảo. Lên lớp 4 cậu được học sinh giỏi các con ạ. Và lên cấp 3 cậu được báo vào giấy trúng tuyển của một ngôi trường. Ngôi trường này là ngôi trường chuyên, ngôi trường điểm của cả thành phố. Bạn cầm giấy trúng tuyển, bạn mừng, bạn vui, nhưng bạn lại gục đầu xuống và bạn khóc. Bạn khóc, bạn để sâu vào trong cuốn tập, kẹp vào nó, đi về nhà không dám thưa với mẹ mà cậu cứ khóc. Mẹ hỏi tại sao con khóc, cậu không trả lời. Thế con bị bạn đánh à? Dạ không. Con bị cô giáo trách phạt à? Dạ không. Thế làm sao con khóc? Mẹ hỏi hoài cậu mới trả lời rằng: mẹ ơi, con nhận được báo trúng tuyển, giấy báo trúng tuyển thì con phải mừng chứ. Dạ không mẹ ạ. Con quyết định rồi, con sẽ nghỉ học
để lo phụ công việc bán hàng với mẹ. Mẹ vất vả quá, trường đóng học, một tháng đến tận 5 triệu, làm sao mà mẹ đủ 5 triệu một tháng cho con? Con không đi học được mẹ ạ, con nghỉ. Mẹ ôn tồn và mẹ cũng khóc. Mẹ bảo rằng không, dù mẹ vất vả cách mấy, hy sinh cả đời này, mẹ cũng sẽ kiếm đủ một tháng 5 triệu cho con. Người con đã phải nghe lời mẹ mà rưng rưng nước mắt. Cậu học lớp 10, cậu lên lớp 11, lên lớp 12. Gia tài của nhà dần khánh kiệt, bà phải bán miếng ruộng, bà phải bán dần, và bà phải bán đến cả cái nhẫn cưới của mình để cho con đi học. Ngày tốt nghiệp lớp 12, ngày cậu nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học, cậu lên giữa sân trường và thầy hiệu trưởng đã mời mẹ cậu đến. Thầy mới kể cho cả trường nghe rằng, các bạn có biết hay không, để bạn này có được hạng ưu ngày hôm nay thì đã có một người mẹ trong cuộc đời này hy sinh cả nhà, cả cửa, thậm chí bán cả nhẫn cưới. Việc làm ấy không phải chỉ có một bà mẹ này, thầy tin rằng có rất nhiều những bà mẹ ngồi ở dưới hội trường, nhưng chỉ một bà mẹ này thôi. Thầy tin tưởng tất cả các con ở đây cũng có những trường hợp tương tự như thế, cũng có những người mẹ mà đã phải tảo tần, phải hy sinh, thậm chí phải bỏ tất cả để lo cho các con. Đấy chỉ là một trong những trường hợp hy sinh vì con. Có một người cha cứ đến mỗi tháng cho con 500 ngàn vào ngày đầu tháng. Thế thì một hôm nọ, cha dẫn con đến trường, đạp cái xe đạp cũ kỹ, rách nát. Cha đưa cho con 500 ngàn là gần cả một tháng lương của cha. Cha bảo, con à, 500 ngàn này con cố gắng tiêu xài cho kỹ, tiết kiệm. Ba thấy có lẽ không đủ đâu, nhưng thôi, nhà mình vất vả, con cố gắng tiết kiệm nha con. Dạ vâng, con cảm ơn ba nhiều lắm. Đối với những bạn khác thì một tháng phải xài đến 2 triệu, 3 triệu, nhưng với con ba à, mỗi tháng con đều tiết kiệm, mỗi ngày con chỉ ăn tiêu khoảng 15 ngàn thôi. Một tháng con hết khoảng 400, 450 ngàn, và có tháng con dư được 20, 30, 50 ngàn ba ạ. Ba yên tâm, đừng lo cho con, con lo được 500 ngàn một tháng. Người cha yên tâm, thế thì cha về nhá con. Dạ vâng, cha về để con vào trường. Cậu bước đến cổng trường nhưng có một linh tính gì đó. Cậu quay trở lại thì thấy người cha vẫn đứng đó. Cha chưa đạp xe về và cha vẫn dõi mắt theo, làm như có một linh cảm. Cậu bước lại gần cha, cậu hỏi, ba ơi, ba muốn dạy điều gì cho con, muốn dặn con một cái điều gì? Người ba gãi gãi đầu, ba lắc đầu không nói, và ba bảo rằng không có gì đâu con. Cậu lại trở vào và hình như có một linh cảm gì đó, cậu lại quay trở ra và thấy ba mình vẫn đứng đó. Ông có vẻ bồn chồn hơn, ông lại gãi đầu thêm một lần nữa, và ông lại nhìn về một chỗ xa xa. Cậu hỏi rằng, ba ơi, có một điều gì, ba nói thật cho con đi, ba đừng giấu con ba nhé. Ba cậu mới nói rằng, con ơi, 500 ngàn con xài một tháng có đủ thật không con? Dạ con xài đủ mà. Con dư 20-30 ngàn thiệt không con? Dạ thật mà, mỗi tháng con có thể dư 20-30 ngàn để con mua tập, mua sách, và con mua cuốn sách nào mà con thích nhất ba ạ. Thế thì tháng này con có thể không mua cuốn sách đó được không?
con có thể cho ba 20 ngàn được không? Dạ được ba ạ. Nhưng 20 ngàn để làm gì hả ba? Con ơi, tháng vừa rồi ba đưa con 500 ngàn, sau đó trên đường về xe ba bị thủng lốp. Từ thành phố Hồ Chí Minh ba phải về Long An, ba phải dẫn bộ hơn 10 cây số mà trong tay không có một đồng nào. Hôm nay con có thể cho ba 20 ngàn để lỡ đi ngang đường ba bị thủng xe, thủng xăm, ba có thể vá được hay không? Có những người cha, người mẹ hy sinh như vậy. Thầy mong rằng sau khóa tu này, các con đừng bao giờ làm cho ba, cho mẹ buồn. Hãy về nói lời cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Hãy về quỳ dưới chân cha, ôm lấy mẹ. Nếu lỡ một lần mình làm ba mẹ buồn, hãy nói lời xin lỗi ba mẹ nghe các con. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không? Nam Mô A Di Đà Phật.